Hội thoại xin chào chú anh chị, chúng tôi nhận lại chị Loan la trong mà ra cả nha. Bán đi vô trước. Chuẩn bị Loan chị cũng bị dẹp cấm cửa cả nha. Bán cũng đem vô rồi. Chị cũng vừa mới la xong. Thì hiện tại bây giờ một trái chanh với lại không có gió nha. Hội đang bị cảm nên càng tiến mong cả nhà không cảm cô chú anh chị. Chính rồi nha. Hai em gái là nhân viên của chị em Loan cả nha. Đó, hiện tại bây giờ là hai em gái là về. Thì nào bán hồng treo gió chị? Hả? Thì nào bán hồng treo gió chị? Thôi, ba có bán xa khó bán quá. Tại vì bán còn bán tỉnh xa không à. Dạ. Có đi nó đang thụi lùi. Chị hồi nãy chị bán vé qua em sẽ thử ông nội này ôm em hoài. Chết rồi. Biết là ông hay con gái nữa trời. Ôm đi em được chị. Ai? Anh sao? Anh làm gì mới được biết qua nè ôm bên ngoài vậy? Đây thơm quá không? Không. Thơm quá mà thấy không vui. Đây, tại bây giờ là nhân viên về cả nhà. Giờ cũng hơn 9 giờ của tối chị. Dạ, lời đầu tiên cho phép Hậu Nhân mến chào cả nhà đang xem lên kênh Hậu Nhân Vlog cũng như là kênh Quyền Thoại KB nha cả nhà. Tối đêm nay thì chị Hồng Loan cũng vừa live stream xong, cũng như là nhiều anh em nhân viên bên trong cũng đã về rồi cả nhà. Bây giờ là 9:20 rồi, có Hậu Nhân và Quyền Thoại còn đang ở trước. Sẵn đây thì có nhiều thông tin cũng như là chia sẻ thêm với cả nhà. Hồi nãy cả nhà thì Hậu Nhân cùng với lại anh Quyền Thoại nè đi vô bên trong quay đó, không ngờ luôn cái chị Hồng Loan kêu Nhân ơi đó, vô xịt ké ăn miếng nè đó, nước Hòa Nam luôn nha cả nhà, vô xịt cái không có chịu không nổi, làm luôn chai cả nhà. Thôi cười là có luôn hả? Thiệt mà, cái mùi thơm thơm quá chịu nổi anh. Tại thường á là em cũng xài nước hoa nhưng mà xài những cái dao nhỏ gì hồi trước thôi đó, và thêm một cái thông tin rất là đặc biệt nữa cả nhà. Ngày hôm nay á thì nhận được cái thông tin từ anh Linh Tý và chị Bích Trâm. Có sao nữa, còn sao nữa, lại tiếp nha. À, thì trước đó thì cái ngày 4 tháng 10 trước đó thì một ngày nữa là chị Bích Trâm có đến nhà chị của chú Hề để hỏi thăm chú Hề có liên lạc được chú Hề hay không, để mà gặp nói chuyện để giải quyết công chuyện. Tại sao hỏi ổng tại sao lại lên trên mạng nói xấu cha mẹ của Linh Tý, hiểu không đó cả nhà. Mình hỏi như vậy mà trước khi vào bên trong á là Linh Tý và lòng chị Bích Trâm đã xin phép và đã dạ thưa đã gật đầu rồi, hỏi cô và nhẹ nhàng đi vào bên trong để mà hỏi việc thôi. Và xong rồi có được số điện thoại của chị gái của chú Hề này đó, thì mới liên hệ với cái chị gái này đó. Xong đó thì anh Tài mới quay lại và cùng nhiều anh em đi theo để quay chia sẻ thôi cả nhà đó. Thì cứ lên cứ vu khống rất là nhiều, đó là đột nhập bất hợp pháp, trời ơi ghê chưa, ghê chứ đó, đột nhập bất hợp pháp luôn cả nhà có thể tin được cái điều đó hay không. Chú Hề này phải nói là chú diễn quá sâu nên mình không thể nào mình ngờ được. Ủa anh hỏi cái là tái diễn nữa Nhân, hôm qua anh thấy cái đường like của chú Hề nè đó, anh cũng là cam kết là không tái phạm mà không đánh nhau đó. Cái đó anh kể là cái bữa trước chị Bích Trâm đi gặp, và xong rồi ông Hề ông mới lên nói vậy và hẹn ngày chốt ngày luôn là cái cách đây cái ngày sinh nhật bé Biêu á, là ngày hôm qua á. Đúng rồi, là ngày 4 tháng 10 là ngày sinh nhật bé Biêu nó. Sáng thì ở đây chị Bùm Bùm cùng với lại anh chị trong nhà cũng đem mâm đồ ăn bánh trái cây đó để mà thắp hương dâng lên ông bà đầu tiên. Xong rồi thì mấy anh em Hậu Nhân cũng có nhiều anh em quay được chừng 1-2 clip thôi. Thì khi mình đã hay được thông tin của anh chị á thì chạy lên chảnh cả nhà, và kể cho cả nhà mình nghe câu chuyện này, cả nhà mới run sợ đó, lên chảnh gặp ông thầy để tiếp này. Ông không dám bước ra ngoài luôn cả nhà, ông không dám bước ra ngoài, và ông kêu á là đi vào trong nhà với ông, kêu đi vào trong nhà với ông, biết gì không? Chào. Rồi tự nhiên cái đóng cửa lại có luôn hả?
rồi kéo cửa lại vô trọng ổng hổ báo cáo trộm lắm nha, ổng là làng nơi xóm luôn anh, là làng nơi xóm luôn cả nhà, và anh em cũng không biết gì xảy ra. Mà đặc biệt hồi trước khi cái ngày đó là ông ta chưa tới là cấm tất cả những anh em không quay phim lại, mà mình là chủ nhà mà mình không quay, mình không quay phim mà mình quay trực tiếp luôn, thấy ghê không? Ghê chứ, quay trực tiếp luôn. Và khi mà anh Linh Tý và chị Bích Trâm phát hiện ra được á thì biết sao không, không nói chuyện trong nhà nữa, lên phường nói chuyện luôn. Trong cái lúc á, trong cái lúc mà chị Bích Trâm và Linh Tý nói chuyện á thì có một cái người con trai cũng tầm tầm cỡ anh vậy đó, độ tuổi tầm gần cỡ anh vậy đó, đi ra ngoài thấy mấy anh em đang cầm máy á, mà mình đâu có quay đâu nha, nó là không được quay nha, nếu mà ai quay á là tôi đập cái máy người đó luôn. Ghê vậy, thấy ghê quá nha. Hôm nay chị không nhận trẻ nhà mình nghe xong xíu nữa là khác nữa, lát nữa nói nữa. Nếu mà quay á là cho rớt luôn, rớt cái này nè cả nhà, không thấy ghê chưa, thấy ghê chưa cả nhà, hăm dọ gì đó. Anh biết lúc đó em sao không? Sao? Em quéo luôn anh. Con chim của em nó teo ra cổ chút xíu vậy nè. Nó teo mà. Mà xong rồi anh nó đỡ quéo luôn nữa chứ. Lúc đó rung lắm luôn. Rung á. Trời ơi nó hù anh. Nó hù quá trời hù luôn. Thời lúc đó là anh em cũng mình cũng không có suy nghĩ gì hết trơn á nha. Nói chung là rừng nào thì gặp đó. Mình ở đó mình đâu cho anh hỏi cái nha. Lúc đó là anh lên trễ hả? Lên trễ, lúc đó là bên trong chưa lên tới, ra tới ngoài phường công an rồi mới tới. Nhớ rồi. Lúc trong đó đó, lúc đó thì sáng đó thì có luật sư Ân, Linh Tý và chị Bích Trâm. Đó, vô trong đó thì ổng thua thế cái này là ổng nói tại sao bên anh chị anh Linh Tý và chị Bích Trâm có luật sư mà bên ổng chưa có luật sư. Thấy không? Nó không chịu. Đó bây giờ bắt buộc ổng chơi dơ quá, ổng live stream bên trong đó thì mình không chịu trong nhà ổng, tại trong nhà ổng, cái nhà của ổng. Không có quyền những cái hành động, không có dùng những cái gì đó mình đâu biết được, bắt buộc là đi ra bên ngoài phường nói chuyện cho nó chắc ăn hơn đó. Mà kéo nhau ra ngoài phường, ra ngoài phường đó thì thấy có một chú công an chở ông ra ngoài đó đó. Thì lúc đó ra ngoài không còn nghe tiếng quẩn la nữa anh. Lúc trước cả nhà, lúc ở trong nhà thì theo hổ báo có trộm đâu, mà lúc mà ra phường rồi thì im ru. Em đố anh đó, tại sao ra ngoài phường không lại im, không lên tiếng, không la làng ra sớm nữa? Tại vì ông sợ YouTube phải không? Không phải. Chứ sao, tôi nói luôn đi. Ông sợ ông không được đi về bên kia nữa. Rồi vậy luôn hả? Đó. Nào được về bên kia nữa là nó không có dám trả lời. Hiểu không? Đó, nên cái nhà mình phải hiểu như thế, như thấy đó. Làm rồi á thì mình đừng có nên làm những chuyện đó. Nói xấu, mới đầu nói tốt, yêu thương chị Hồng Loan lắm, sau rồi quay xe lại và nói xấu chị Hồng Loan, xấu tất cả mọi người luôn. Đó là nhận biết ra con người của mình như thế nào, đúng không? Và mới đây nữa, ngày hôm nay luôn cả nhà, ngày hôm nay luôn. Hôm nay sao kể luôn nha Nhân. Ngày hôm nay là có một anh, con trai, một con đeo khẩu trang, dùng kính mặt luôn. Mà ló hai con mắt ra. Thiệt. Bây giờ? Đến nhà lên tới chị Bích Trâm. Thấy ghê không? Và có một cái điều này mày mới ghê nè. Không biết là cố tình hay là vô tình, em không biết. Tới hỏi những người xung quanh là bà đây phải nhà Linh Tý Bích Trâm hôn. Nhưng mà cứ không ngờ là có cái camera trên trời, ở trên gắn quay được cứ. Nhưng mà phát hiện người đó là ai luôn. Là một YouTuber đó, chuyên công kích chị Hồng Loan, anh Linh Tý và chị Bích Trâm lên nói rất là nhiều. Cái anh này thì nghe đâu không tin đâu là cái anh này làm cái anh chửi thê thôi, ai cho tiền thì lên chửi, còn nếu mà chửi mà mệt rồi mà không cho tiền nữa thì anh không chửi nữa. Bởi clip của anh ta ở nhà mình xem thì nó sẽ không có thường xuyên nữa nè, nó không có được, nó chửi không được thường xuyên, tại vì kinh phí đã hết rồi mà tiền chưa góp gì kịp thì bắt buộc người ta phải ngừng chửi đó. Đôi khi những người mà mướn người ta chửi nó cũng khổ lắm á nha, tại vì đôi khi anh hiểu không, đôi khi mà mướn người ta chửi nhưng mà tiền không trao kịp cho người ta đâu, ta cũng đâu chịu chửi đâu. Hiểu thiệt, giống thể giờ mà theo anh nghĩ nha, có thể là theo bên phía bên kia người ta theo anh nghĩ thế này không, cái để nhà công ty muốn anh làm, đúng rồi đúng không, mà bây giờ anh sẽ lương trả cho anh đâu chịu làm nữa, đúng rồi ai vậy, đúng rồi. Chuyện nào mà trả tiền đủ cho anh mới làm tiếp nữa, đúng không, đúng rồi ai vậy mà, đúng rồi. Chửi thế thì nó cũng nhẹ thôi. Vậy hả? Đó, nhưng mà bây giờ nó ác một cái nữa nè, tới nhà kiếm anh chị để làm cái gì, có những động thái gì mà tới nhà kiếm người ta thì cho em mướn thôi. Nó sẽ có nhiều phương án như thế này cả nhà. Một
đe dọa tới tinh thần, đúng không? Hai nữa cả nhà, hai nữa là đe dọa tinh thần những người gia đình nha, lên tí chị Bích Trâm và còn những đứa con của chị nữa. Nhà biết mà, con nít chị Bích Trâm cũng có con nữa mà, làm như vậy người ta sẽ sợ. Tao không phải là sợ chung, sợ cha mẹ lúc nào là cũng bao dung cho con hết, nhưng theo như Hạo Nhân nghĩ cả nhà, con của mình đó mình lo, đúng không? Đúng rồi. Đánh một cái đòn đó rất là căng. Nhưng mà hỏi được biết nhà rồi, không biết những động thái về sau nữa, thì không biết là cái thứ này có đến làm những gì để mà tác động đến anh chị hay không, hay là gia đình của anh chị hay không, đúng không? Thì hiện tại bây giờ mà nếu mà theo như em nghĩ á, là bây giờ mà đã đi tới nhà kiếm rồi thì chắc là được nhiều hộp bơ, nhiều hộp sữa rồi đó, đúng không? Chắc được nhiều hộp bơ và nhiều hộp sữa rồi cả nhà. Đến mà tới mà cái nỗi mà đến tới nhà kiếm anh Linh Tý và chị Bích Trâm kiểu này là thấy là công chuyện là đã quá căng thẳng rồi. Trước đó là theo như em biết á, là ở trên phường á, người ta đã nói là hai bên sẽ hòa giải với nhau. À, như là ông Hài này á, ông sẽ có những cái clip nào mà Linh Tý và chị Bích Trâm á, nói xấu về ông thì đem lên, ông gửi qua cho anh Linh Tý và chị Bích Trâm xin lỗi ông. Và anh Linh Tý và chị Bích Trâm có clip nào mà ông nói xấu về gia đình của anh Linh Tý Bích Trâm á, qua hôm qua nghe bây giờ ông hiểu không, cũng cam kết trong đường like ổng rồi, cam kết rồi ông tái phạm nữa mà ổng sẽ không là người tái phạm, nhưng mà ai biết ổng có thể là dùng hộp bánh hộp sữa nào đưa cho người ta để mà ta tái phạm hay không thì mình không biết được. Đúng rồi, tại vì người ta là một cái người chửi rất là chuyên nghiệp, nên cái số mà hộp bơ hộp sữa ta nhận được rất là nhiều, hiểu không? Hộp cá nữa, nhiều khi ta nhận được hộp nào ngon hơn bít tết này kia nữa, nó nhiều hơn nữa, 5-6 hộp dù mình không chừng xài nó hơi lâu, nên đôi khi mình cũng chi, mình không làm nhưng mà người khác sẽ làm đó. Nên hiện tại bây giờ mà nếu như trong thời gian này mà anh Linh Tý và chị Bích Trâm đã báo đến chính quyền công an rồi, nếu như trong thời gian này mà anh chị có gặp cái sự cố nào đó thì cái ông thầy này, cái người đã biết mặt rồi á, đã biết người đó là ai rồi á, thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm này. Đúng rồi, đúng không? Tự nhiên tới kiếm nhà nó làm gì mà trong đó anh đã lên anh chửi người ta rồi mà anh đứng nhà ta làm gì, anh có mục đích gì? Đúng rồi, anh đang có mục đích gì, nói cho nghe ơi, mục đích gì? Anh kiếm nhà người ta mục đích gì hả? Khi mà cái người cùng chung thuyền với anh hả, mà anh đi kiếm với người khác, anh có mục đích gì, nói em nghe ơi, mục đích gì? Anh biết âm mưu thôi. Theo em nghĩ chắc anh có mấy mục đúng không? Ừ. Coi mà nặng uống thuốc vô đi nha. Vui nha anh nè, vui nha cô chú. Coi mà nặng uống thuốc vô đi nha. Đó cả nhà, những cái thông tin này Hạo Nhân cảm thấy là nói chung là mình cũng rất là lo cho anh chị cả nhà. Khi mà anh chị đã đến tới nhà của chú thầy này thì cái bữa mà điện thoại cả nhà thì chị Bích Trâm nói chuyện rất là đàng hoàng và tế nhị luôn. Khi mà cái ngày mà anh chị đến thì cái người chị gái này nói chuyện rất là khó nghe cả nhà, rất là khó nghe. Cả nhà thấy không? Cái clip mà nói chuyện điện thoại á thì cả nhà mình nghe là thấy rất là sự đàng hoàng, nhưng mà lúc mà không cho anh em YouTube quay á, còn cái máy mà của cái ông thầy này quay trong nhà thì cả nhà mới biết được. Nhưng mà nếu mà phát hiện, nếu mà cho anh em YouTube quay á thì họ sẽ không có dám nói dùng những cái động thái, những cái lời nói đó ra, tại vì họ quá là ngông cuồng và họ là quá là ngáo rồi, ngáo ngôn rồi, nên thật sự mình không thể nào mình tin tưởng được, đúng không anh? Đúng rồi. Theo như trong câu chuyện mà có người đến kiếm anh Linh Tý thì Bích Trâm, vậy theo anh cảm nhận đến tình trạng và sức khỏe của anh chị như thế nào? Thấy bất ổn chứ, đúng không? Có gì nữa thì khi là mình có thể như em nói đơn giản thôi, bây giờ có người mà tới kiếm anh tới nhà nhất. Kiếm anh cảm nhận, người ta thăm dò và kiếm anh cảm nhận sao? Thằng đó, cái người đó anh nó đang ghét anh đó, bây giờ tới nhà kiếm anh luôn thì anh cảm nhận sao? Lo sợ chứ, ai cũng vậy, lo sợ. Không phải là mình phải nghĩ là có thể là mình coi gì đó, có thể là mình đề phòng hả? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Đề phòng như là mình sợ thì nó không dám ra đường, nên sợ mình cũng coi lỡ mình ra đường bị như thế nọ thì biết được, đúng không? Sợ ảnh hưởng tới mình. Đúng rồi, đúng rồi, hai em vậy, hai em vậy chưa, cái tâm lý mình cũng vậy nữa. Nguy hiểm quá hai nhà. Đúng rồi, cái bữa đó là mà gãy tôi nghe nè, bữa mà ở quận 8 con chú anh chị lúc đó cũng nèm cúp, cũng là mơ người á, nhưng mà lúc đó nghe lúc anh đứng nha, anh rút lên là bấm thoại nha, cũng bên em đó thôi vô đi đừng có đứng ngoài, coi chừng rất cánh tay, chúng mình cũng sợ chứ, đó luôn bà rất cánh tay rồi đó, em có sợ chứ, anh cũng sợ chứ bà. Lúc đó con chim em nó mất tiêu luôn mình,
ở vị trí ngồi đúng không cả nhà. Qua lúc nào mình vô trồng thì đẹp. Lúc mà anh em cũng đeo khẩu trang đúng nha, chứ mặt muốn quay nha cô chú chị. Tới ngày hôm đó cả nhà thật sự là anh em cũng rất là bức xúc. Mình thấy anh chị biết clip á thì mình chịu không nổi nó thật luôn cả nhà. Nhưng mà sự ở đó còn có chính quyền, có công an nữa, họ hù mình vậy thôi để mà họ không lấy được cái bằng chứng mà họ ở đó họ hung dữ với mình. Họ dùng những cái hành động mà phải nói là họ đang quý hiếp mình đó cả nhà. Họ nói thì đủ mình và hai ba người đó mình nghe thôi, còn những chú kia đó cả nhà thì ở xa hơn xíu không nghe được, họ cũng rất là khôn khéo cả nhà đó. Thì lúc mà lên phường rồi cả nhà thì các chú Lê Tím ở bên trong làm việc rồi. Với lại anh Linh Tý và chị Trâm á, thì cái anh trai này cũng ở bên ngoài, cũng có khi một hai người tới gặp anh trai này chỉ qua mấy hàng YouTube nọ bên đó như vậy nha. Hứa không ngờ là lúc đó cả nhà biết em ở đâu không? Em ở đối diện với phòng chú xéo một xíu. Lúc đó là em đói quá, rồi sáng rồi đi quay xong rồi chạy đi qua đó rồi đói quá. Cả nhà biết em làm gì không? Biết làm gì không? Làm gì? Em đi mua đồ hủ em ăn chó luôn hả? Lúc đó thì phải nói là ăn nhanh, có bánh có trái nhưng mà em không nổi. Em thấy đồ hủ cái tự nhiên em thèm, em muốn đồ hủ 6 ngàn nó bự chập bá luôn anh đó. Nó không, cái em trai đó em không ngờ là YouTube đang ở đối diện với mặt cửa, tại vì họ đâu biết em là ai đâu. Tại thấy em đang đi mua đồ hủ em ăn, họ nghĩ em là ca dân đi chợ thôi. Chỉ YouTube có ngồi nguyên đám bên đó đó, chỉ vậy nè cả nhà, YouTube có ngồi nguyên đám bên đó đó. Nhưng mà thật sự những câu chuyện mà anh em đi heo bảo vệ, đi heo mà nó không phải gọi đừng nói là từ bảo vệ mà nói quá cả nhà, mình nói thì đi heo hỗ trợ thôi. Đúng rồi đó, hỗ trợ. Đi heo hỗ trợ thôi mà anh em sắp xếp với nhau đứng ở đâu thì Hậu Nhân không thể nào chia sẻ lên trên mạng cho cả nhà mình hết được. Đúng rồi, nhưng trong đó thì Hậu Nhân trước thì cũng có làm bảo vệ cả nhà, trước thì Hậu Nhân cũng đi làm bảo vệ rồi, chuyên ngành thì Hậu Nhân đã có. Hậu Nhân cũng hồi xưa cũng đi học bảo vệ, học đi làm bảo vệ và giống như làm chiến sĩ với cả nhà, thì Hậu Nhân cũng có biết cách để mà mình đứng ở chỗ nào mình quan sát. Dạ, anh hỏi không? cho hỏi cái nha, nếu mà là bảo vệ nghệ sĩ, nếu mà tình huống mà xảy ra cưng dùng cái cây gậy hay là mà cưng dùng cái thủ công mà tay công, thế đó anh cũng nghe hôm qua là nói là mà chiến sĩ là dùng một cái môn võ thuật, đúng không vậy nhỉ? Đúng rồi, có nghĩa là vệ sĩ họ sẽ đứng, họ sẽ không, họ sẽ đứng, họ dòm thì họ quan sát thôi, họ sẽ để ý tất cả, họ chắc không có là gần cái nhân vật đó. Có thể là có những người bảo vệ sẽ đứng ở gần rồi, những người mà kiểu như là sẽ có những lĩnh vực khác nhau, người nó sẽ sắp xếp để bảo vệ một cái nhân vật nào đó, thì sẽ những người ở tiếp cận sát, những người tiếp cận xa hơn nữa, và những người ở đứng gần rất là xa để mà nhìn rõ tất cả những khung cảnh đó ở cái khu vực ở tuyến giữa trung tâm đó, hiểu không? Đúng rồi. Đó, tuyến giữa trung tâm để mà mình nhìn những người nào mà khả nghi nhất, hoặc nhìn trong những cái áo cái quần của người ta có gì cộm cộm không, là mình sẽ báo với những người kia, là mình chú ý người đó nhiều nhất. Đúng rồi, đúng không? Hoặc là với bộ mình làm những động tác gì đó để mình thể là mình lại gần được người ta, để mình thử cái đó là những gì trong đó, đúng không? Cái này chỉ kể cho anh nghe thì lại nhiều người người ta lại biết cách tập phòng bị, hiểu không? Rồi không thể kể được, cái này chuyên ngành là những người ta biết thôi, hiểu tao làm thôi. Đó, cái đó là một người mà giống như là như vậy đó cả nhà, đó là làm như vậy cả nhà mình hiểu được, cái ai anh em cũng có thể hiểu được thôi. Giống như là mình phải bảo vệ mỗi một công ty bảo vệ và một công ty vệ sĩ nào đó thì họ sẽ có cách làm việc khác nhau hết, thì không thể nào mà mình nói là hiểu hết được, anh hiểu không? Đúng rồi, mỗi một công ty sẽ có chuyên ngành khác nhau. Tỷ năm em học có thì lúc đó em học là năm em mới 18 tuổi thôi, thì lúc đó thì nó khác, bây giờ nó sẽ có nhiều cái thế khác, nó khác nhau hết hoàn toàn, không giống nhau được. Giờ tỷ bây giờ người ta sẽ bảo vệ một cái nhân vật nào đó cũng vậy, thì nó sẽ gọi là bảo vệ mỗi cái mỗi khác, không giống được, hiểu không? Nhiều khi anh hỏi em vụ nào sao kể được, có thể là bảo vệ một người cực kỳ là phải cần bảo vệ nó sẽ khác nữa, và mà bảo vệ một cái người mà bình thường nó khác nữa, hiểu không? Đó, như tỷ đi tham gia sự kiện hoặc là bình thường thì khác, còn đi bảo vệ tổng thống thì nó khác nữa. Đó, nó có rất là nhiều, nó nhiều thứ để mà mình nói, thì sẽ định dạng nói chuyện bảo vệ với vậy. Bỏ qua có qua cho qua đi. Bỏ em đi. Thì tánh hay nhiều chuyện, bỏ kể thêm kể. Bỏ đi. Bỏ nói chuyện về lúc mà mình
đưa bít trăm nước tí về đi ha. À, rồi để ra đi. Thì xong rồi thì anh chị cũng đi ra bên ngoài. Thì cái chú hầy đó thì cũng chưa dám ra ngoài, tại vì cũng sợ. Làm ác làm xấu thì mình phải sợ thôi, đúng rồi, hiểu không? Thì đầu tiên họ cũng phải sợ cho bản thân họ chứ sao không sợ được, không rồi mà. Rồi thì nói chung là cũng giống nhau hết, nhưng mà đòi hỏi là lương tâm của mình làm như thế nào thôi đó, và cách mỗi người một cách suy nghĩ khác nhau và hoàn cảnh khác nhau, thì mỗi người để một cách nhận thức khác nhau nữa, thì mình không thể nào hậu nhân không thể nào được hết được đâu cả nhà. Thì chỉ mong sao cả nhà hiểu thôi. Bữa đó xong rồi thì anh ý Đức Trâm và cùng tài xế của anh chị và cùng luật sư Thiên Ngân cũng lên xe và rời đi. Thì mấy anh em cũng chạy thêm xíu ra khỏi khu vực đó thôi, thì mấy anh em cũng đi về xuống năm đồng địa điểm cả nhà. Chị thì tưởng mấy anh em đi theo thì hỏi ổ mấy đứa đi ở đâu rồi, nói mấy em đi về rồi, thì tưởng có ngủ mấy đứa đi không, thấy thường ghê luôn. Đúng rồi, thật sự nói ra thì có nhiều người sẽ nói là những anh em á là sẽ gọi là biết sao nịnh này kia, chứ thật sự sẵn đây hậu nhân cũng chia sẻ cả nhà mình nói thật sự, có thật sự luôn, ở gần với nhau nhiều và nhìn mặt nhau nhiều thì đôi khi á mình không có gì mình cũng mến, đúng không anh? Đúng rồi, cũng mến đó mấy nhà, gọi là mến, có chuyện biết là thân rồi quen rồi mến. Đôi khi anh chị gặp những cái chuyện đó thì mình cũng có giúp đỡ cho mình, anh chị cũng thương lắm, cũng giúp đỡ. Đôi khi anh chị gặp hoạn nạn khó khăn thì mình thấy mình làm được gì mình làm thôi. Đôi khi á có thể là có nhiều người nói ủa tới đó ai công an gì lắm, ai làm gì vậy anh chị, tụi mày lên tụi mày nói làm như mà tụi mày đúng rồi vậy đó. Do sự mình tới đó mình thêm một người thì đỡ, thêm một mối lo thôi đó, chứ đâu phải là anh em nói rồi tới đó là quýnh lộn đâu, không nói cho nhau. Anh em rất là tự tới những chỗ đó đều tôn trọng tất cả mọi người, mình đến như vậy thôi chứ không có gọi gì hết. Tại vì cái chú hề này á, là cái chú này á, là chú quá rồi, chú làm những cái động thái mà chửi cha mẹ của anh Linh Tý thì chú quá sai. Cái này là chủ yếu là chị Bích Trâm chỉ muốn tới để mà giải quyết riêng đối chuyện với chú Hề này thôi, để mà tại sao lý do gì mà đem cha mẹ tôi lên chỗ như vậy đó. Dù với Tý bây giờ mình có giận nhau như em giận anh đúng không? Đúng rồi, thì thể là em với anh nói chuyện chửi nhau đi, đúng rồi, đúng rồi, đừng đem cha mẹ tao ra thôi, đừng đem cha mẹ tao ra chỉ nhục quý bán. Ở dưới Bắc Năm cũng vậy, hồi trước yêu mến chị Hồng Loan, chú cũng có làm trời ra ma chung chị Hồng Loan, chị Lương Minh Vật, chú có tiền vậy. Đúng rồi, chú có làm không đâu. Đúng rồi chú Minh chú cũng làm ra tiền chứ chú có làm không gì chị Hồng Loan đâu, mà chú lên chú nói ồ chứ là đúng rồi á đó. À, đúng không? Đúng rồi đó, chú làm có tiền vì sao chơi với cái Lục ha, Thám Tư Lục, cái chú quay qua cái chú nghe lời Thám Tư Lục đó, cái chú quay qua chú chửi gì ta, ngày trước làm xong rồi tự nhiên quay qua nó chú tiền tại này tao không có nguyên này kia, mày thấy chấp nhận được không cả nhà? Mày thấy chấp nhận được không? Không thể nào chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Làm rồi á thì có thể là mình có thể lúc mình thế này, lúc mình đúng, lúc mình sai, nhưng mình phải biết mình sai rồi thì thôi mình ngưng, hoặc là mình thấy mình làm không được thì mình rút, mình rời đi, đúng không cả nhà? Mình rời đi trong im lặng chứ mình đừng có làm những cái động thái đó. Bữa em quay được cái chú kia dễ thương lắm, chú cũng nói ngày trước á thì chú hay xem chú mua đĩa, chú để nhà luôn á, chú mua đĩa của con chú Hè nè, chú coi chung với cô Diệu Anh á. Còn theo anh nghĩ hỏi nha, cái mà theo anh đó giờ anh không biết, nghe là linh tính thôi, thì tính là nghệ sĩ cũng như là hát cái lương thôi. Thì theo mà theo tôi nghĩ ông ta hát hay không ta? Bữa em nghe á, ông hát ông là ông diễn hài chung với chị cô Kiều Anh, ổng làm gì mà bơm lắc cái đầu này nè, chắc giờ cái đầu ổng bơm quá trời bơm, cái gì mà bơm lửa thường chưa. Thôi là ở nước ngoài đó chứ Việt Nam là tới lụm rồi, có luôn hả? Ổng ôm quá trời bơm mà. Trời ơi, thấy ổng phải sợ chạy xa đó chứ ai mà dám ở gần. Trời ơi, nghĩ sao mà bơm ổng ôm vô sân khấu bơm chỗ đó mà sao chịu nói, thấy gay không? Chứ đối với anh bây giờ mà chú Hề Lê Tím này chứ muốn rủ anh uống cà phê đi không? Thôi anh không đi. Sao vậy? Anh thấy ông mình sợ luôn. Sao sợ? Tướng thì đâu mà 1m1 rồi, tướng anh thì anh chỉ cưng nha.
tiếng Anh, và dù sao tệ lắm mà cũng là lớp 7 nha. Anh lớp 7 luôn hả? Ừ, nó bé bé hơn mà. Rồi vậy. Ừ. Nhưng mà đứng với con nhỏ thôi, anh đi anh muốn mình đứng rồi. Và anh muốn anh thể cái mà anh không có bạn nha. Anh nhà anh mua cà phê Việt á. Rồi, anh pha nhà anh uống. À. Anh coi mạng anh coi mấy anh em YouTube nhà nó đứng rồi. À. Đi theo ông mấy nhã lắm. Tao bây giờ nó tao ngủ uống cà phê để tâm sự thôi mà làm gì căng thẳng vậy? Ừ. Dục lắm. Phải bỏ ơi. Gặp em mà không có rủ em uống cà phê làm đi lẹ. Mà họ cưng sợ nha, đặt bọn của ổng rồi. Làm gì đâu mình làm đâu sợ, uống cà phê mình kiếm cái nào gần công an đó mình hỏi ổng. Em muốn gặp ổng em hỏi cái này đó. Ồ chú ơi làm gì mà trước chú Minh thì ông Long em mình sao sao chú bỏ chú quay qua chú chửi với ông Long như vậy. Mà trong đó là chị ông Long chưa hề nói xấu gì chú luôn. Đó mà tại sao chú lại làm những cái chuyện đó? Cái chuyện mà không thể mà phải nói là bất nhân tính bất nhân quá. Đúng không? Ông hồi trước á thì mà mình nói thì mình không có phân biệt, mình không có đối xử. Chú này thì chú ít có đi diễn rồi, tại vì người ta nhận thức ra được, người ta biết được á là chú diễn không có hay. Đó đôi khi thấy diễn được hồi lần thôi thì sao diễn không có hay và người ta không mời nữa. Và không biết như thế nào, biết là ở bên đó ở chỗ đó đồng nghiệp với nhau á, không biết là có nói xấu đồng nghiệp không, mới đầu chơi thân ở tốt rồi sao nó xấu hay không, hay là có mang tên tiếng gì không mà người ta không rủ mình đi nữa, đúng không anh? Ừ, thật sự mà nếu mà đàng hoàng thì dù mình không được diễn ra lớn cũng được diễn ra nhỏ. Ừ, đúng không, chứ làm sao mà khỏi được. Theo như giờ mình nhìn nhận mình hiểu được. Ở cho anh hỏi cái nha, mà cái cơ duyên nào mà anh cho clip mà cũng lâu năm lắm rồi mà sao mà cơ duyên nào mà ổng được diễn với cậu Năm Vũ Linh vậy ta? Cũng hay chứ bộ, diễn được diễn chung luôn hả? Có luôn. Ồ ghê vậy. Ừ, thì ngày trước nói chung á anh nói quá là hay. Bác mình đang thật sự là hạo nhân mà cùng ra về nội KB đang ngồi trước mặt bác Năm luôn. Theo như em nhận biết như thế này nè. Sao nói cho nghe rồi. Bác Năm á là một cái người mà phải nói là rất là tốt. Trước là bác cũng có nói rất là nhiều. Thấy em cháu con cháu nó nhỏ, nó mới vô nghề thì cũng dẫn dắt để cho có nghề người dạy cho làm. Rồi. Chứ bác Năm đâu có tính toán đâu. Đúng rồi. Thấy không? Thấy ai cũng đi Năm cũng chạy nữa ha. Nói chung là bác ai nó cũng chạy. Đúng rồi. Mình cố gắng, bác cố gắng vào và giúp được thì bác giúp. Đó mà anh thấy không, cái người mà có tâm đã có tầm. Cái nhất, cái thứ hai nữa bác đi làm từ thiện nữa đó. Thấy đúng không? Đúng rồi. Đó nói gì cũng hỏi suy nghĩ cũng nát cái đầu với anh vui nha cô chú chú chị ở dịp khuya rồi anh em đây tâm trời sự rồi hỏi nào cũng hỏi thôi thôi clip cũng dài rồi cả nhà hả, clip cũng dài khá dài rồi thôi mình cũng mong tầm chung đi chú chị dạ thì kết thúc clip thì rất mong cả nhà yêu mến Hạo Nhân Vlog cũng như là Quyền Thoại KB thì ủng hộ đăng ký một kênh hai anh em để hai anh em có thêm động lực cũng như là bình luận tương tác bên dưới với anh em để kênh nó có được sức hơn. Đúng rồi. Hạo Nhân cũng là Quyền Thoại xin chân thành và đại chân thành cảm ơn tất cả những cô chú anh chị trong nước nè cũng như là ngoài nước nè và 63 tỉnh thành đang yêu mến người con gái bé nhỏ của Quyền Thoại Tú Linh cũng như là ái nữ. Họ bây giờ là chị đậu sáng lên, chị rất là xinh, dễ thương và rất là đẹp. Mỗi khi mà chị làm lên những cái mà gọi là trang điểm lên nữa là đẹp lung linh luôn á nha. Dạ, thì cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi, tụi em cũng xin nói với cô chú anh chị những mà cô chú anh chị cũng chưa biết em. Những kênh thì là Hậu Nhân Vlog, như là Nắng Sưng hay là Tiệm 78 hay là Tui Mập Chính gì đó. Thì cô chú anh chị cũng chưa biết kênh của em nữa. Thì giữa hai kênh là Hậu Nhân và Quyền Thoại, là Quyền Thoại với là Hậu Nhân. Thì cô chú anh chị nào mà được mà vô kênh đó như là Hậu Nhân á thì biết kênh Quyền Thoại KB nha. Cái nhiều cô chú anh chị hỏi em á là Quyền Thoại từ đâu tới vậy? Mới tham gia nhàm lo vậy? Cũng có nhiều chú chị hỏi như vậy nữa. Qua em cũng... Anh nói sai rồi. Sao không? Khán giả đúng mà. Anh lại phát xuyên không về thời đại hiện đại bây giờ, anh Quyền Thoại mà xưa xa lắm rồi hiểu không? Đúng rồi. À, anh này anh mới xuyên không về cái nhà nghe con Quyền Thoại được, cái nhà mình nghe khủng khiếp rồi đúng không? Hay rồi nó giận xíu rồi được rồi chưa? Đó rồi thôi rồi không có gì hay ngưng nha, bây giờ ủng hộ cho anh em nha cả nhà. Dạ tươi lắm rồi. Dạ các bạn chú chị ha, rất mong cả nhà yêu mến thì ủng hộ kênh cho hai anh em nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc cho cả nhà mình có một đêm ngủ thật là nhiều sức khỏe, nhiều thành công và đạt trong cuộc sống. Các bạn của chú chị.